សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបនៃការរុំខ្សែនីឡុងខ្សែកាត់ស្មៅរបស់ម៉ូទ័រម៉ាគីតាបាទដំបូងបងប្អូនទាំងគ្នាយកសោតាន់មកយើងដាក់ចូលអាប្រឡោះដែរជាកន្លែងលុកដុំផ្លែកាត់ស្មៅហ្នឹងតោះមកទៀតបងប្អូនបបែក ដុំនឹងចេញមកដល់យើងច្បាច់ខាងឡាញលុកពីរហ្នឹងសងខាងហើយនេះជាប្រភេទដុំខ្សែកាត់ស្មៅថ្មីរបស់ម៉ាគីតាដែលវាមានប្រវែង 30 ai tôi sai nhưng miền lại lọc môi làm bây giờ lọc công ai vía là bộ tranh mà bình nên tôi bị đầu nhầm thường chẳng cứ dùng lọc bệnh nắng tôi tập mà tiết dùng tục sai muối dùng vô đông muối tiết này chỉ có ba bây giờ nắng dùng vô mà nhọc sai tiên sai nắng tranh sòng khang đọc bị lại lọc tranh máu dùng đạn châu lại lọt nắng sòng khang máu tập mà tiết dùng đạn châu bình đạn châu từ không đông vía tầm đòn đòi vô à lạnh lọc nắng đại cho lạnh lọc tới tao mà tiết ní cái chia bị ô đài nhưng bàn rôm hói hay cùng vợ chung này sai cứ việc thử cái tầm đòn hay chúng mới những học mới hay viên năng liên tranh phần này bạn về dùng đặt mô hỏi dùng bài tập chia tới dùng học việc tích tích tới sai năng liên tranh về tập pp về vén vì nâng bắt cho mùi nâng xài play cái bật nơi cái lạnh cái băng đi vì nâng cắt xài ô tô bà ở cùng chân anh.